Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây. Và sau khi nhận được rất là nhiều các yêu cầu của anh em thì hôm nay mình đang có ở đây là chiếc Sony Xperia XZ2 các bạn ạ. Và với cái sản phẩm này thì mình tin rằng đây là một trong những sản phẩm mà có được cái cấu hình này, có được cái phần trải nghiệm gaming có thể gọi là best trong tầm giá dưới 3 triệu đồng. Cụ thể thì với sản phẩm Sony Xperia XZ2 bây giờ nó chỉ còn tầm giá loanh quanh là 2,7 triệu thôi các bạn ạ. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng tất cả mọi người đánh giá lại về cái sản phẩm này, look back lại về cái sản phẩm này để xem là 2,7 triệu thì Sony Xperia XZ3 đây có phải là một con máy nó đáng để chúng ta mua hay không nhá. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào chưa biết mua cái sản phẩm Sony Xperia XZ2 này ở đâu thì có thể tham khảo ngay tại H20 Store của mình thông qua đường link ở phần mô tả video nhé. Hiện tại thì mình đang bán các sản phẩm này với mức giá chỉ từ 2,7 triệu thôi. Và bên mình sẽ có chương trình là 3 tháng 1 đổi 1 trong 7 ngày cũng như là hỗ trợ phần mềm miễn phí cho các bạn. Ok, còn bây giờ các bạn cùng mình bắt đầu thôi. Rồi, trước khi mà chúng ta đi sâu hơn đánh giá về cái sản phẩm Sony Xperia XZ2 thì mình phải nói về cái nguồn gốc của nó. Thì với cái sản phẩm Sony Xperia XZ2, tại sao lại có một cái mức giá rẻ như vậy? Tại vì đây không phải là phiên bản quốc tế 2 SIM của cái sản phẩm Xperia XZ2 mà đây là phiên bản Nhật đến từ nhà mạng có tên là AU hoặc có thể là Docomo hoặc có thể là SoftBank tùy theo cái đơn hàng đó. Thì cái phiên bản Nhật này nó có giới hạn gì so với phiên bản quốc tế? Thực ra thì nó cũng sẽ có đầy đủ mọi thứ của chúng ta, vẫn là một chiếc Sony Xperia XZ2, vẫn có đầy đủ tiếng Việt, vẫn có đầy đủ CS Play, nhưng mà nó bị giới hạn ở cái điều là nó chỉ có một SIM mà thôi. Thế nên là nếu bạn nào cần một chiếc máy hỗ trợ hai SIM này, một SIM chính và một SIM dùng 4G thì mình thấy là mua cái sản phẩm này nó chưa thực sự là phù hợp cho lắm. Thì đó là cái điểm yếu lớn nhất giữa phiên bản Nhật và phiên bản 2 SIM. Còn tất cả mọi thứ còn lại thì nó gần như thế y chang. Đánh giá về mặt thiết kế thì với sản phẩm Sony Xperia XZ2 thì mình thấy đây là một cái sản phẩm mà có thiết kế rất là thuần của Sony các bạn ạ. Các bạn thấy không? Bốn góc của nó thì được bo cong rất là nhẹ này. Và đây là một cái điểm mà thực sự mình rất thích. Tại vì sao? Tại vì mình không thích những cái máy mà được bo cong mạnh ở cái phần viền này. Vì khi mà cầm nắm ấy, không như là nhìn cái thẩm mỹ ấy, thì mình thấy rằng là nó hơi bị cong, nó hơi bị con gái tí xíu. Còn những chiếc máy mà vuông như là những chiếc điện thoại Galaxy Note hoặc là như là các sản phẩm Sony Xperia thì mình thấy nó sẽ thích hơn ở cái điểm này. Và với phần mặt trước thì với sản phẩm Sony Xperia XZ2 thì nó sẽ có cho mình một cái màn hình, nếu như anh em nghe trên thông số ấy, thì nó không phải quá to đâu, khi mà màn hình này nó sẽ có kích thước loanh quanh tầm là 5,7 inch, khá là kiểu bình thường đúng không? Nhưng thực sự nếu như đến với cái phần trải nghiệm thực tế thì với cái màn hình 5,7 inch đang có trên cái sản phẩm là Sony Xperia XZ2 thì khi chúng ta so sánh với iPhone 11 nó cũng sẽ là tương đồng hoặc thậm chí là gần bằng so với iPhone 11, iPhone 12. Thế nên nếu như chúng ta xét đến phần kích thước ấy, thì nó phải bằng kích thước là tầm 6,1 inch với tỷ lệ đấy là 19:5:9, tại vì cái màn hình này thì nó chỉ dùng cho mình cái tỷ lệ 18:9 mà thôi. Và màn hình này thì nó sẽ dùng cho mình cái tấm nền là IPS LCD. Cái màu sắc và cái độ hiển thị của nó thì mình đánh giá nó chưa được ổn cho lắm, tại vì là như các bạn đã biết này, trong tầm giá như vậy các bạn đã có cho mình LG G7 màn hình 2K cộng với tấm nền cũng IPS rồi, hoặc là chúng ta có thể những sản phẩm như là HTC, những sản phẩm như LG V30 Plus chẳng hạn cũng đã có cho mình độ phân giải 2K cộng rồi, thì thực sự là với cái sản phẩm Sony Xperia XZ2 nó không bằng. Tuy nhiên nếu chúng ta xét đến cái độ thực dụng ấy thì mình thấy độ phân giải 2K cộng là nó hơi thừa, và độ phân giải Full HD đang có trên cái sản phẩm Sony Xperia XZ2 là nó quá ổn với kích thước 5,7 inch rồi, và nó sẽ dùng cho mình cái tấm nền là IPS LCD. Thế nên là màu sắc của nó thì mình thấy rằng là nó sẽ trong hơn một tí xíu so với LG G7. Tuy nhiên nếu mình so sánh nó với đàn anh đàn chị của nó như là sản phẩm Sony Xperia XZ1 này, như là các sản phẩm Sony Xperia XZ3 này, thì mình thấy cái màn hình này, cái độ trong của nó ấy, cái độ trong kiểu khi các bạn dùng những cái điện thoại mà có màn hình trong mà trong vắt luôn ấy, thì khi nhìn lại cái sản phẩm Sony Xperia XZ2 này thì nó vẫn có một cái chút gì đó gọi là hơi ngả sang thiên hướng bên màu hồng một tí xíu. Đó là nếu bạn dùng quen với những màn hình IPS chuẩn màu trên những sản phẩm cao cấp trước đây của Sony hoặc là những sản phẩm như XZ3 thôi. Còn nếu bạn đã dùng những cái điện thoại có cấu hình và những cái màn hình IPS giá rẻ như đến từ Xiaomi hoặc là Realme chẳng hạn thì lên cái màn hình này mình tin chắc rằng các bạn sẽ rất là hài lòng. Và màn hình này thì nó có cái điểm yếu là cái viền trên và viền dưới của nó thì tương đối là dày các bạn ạ. Điều này thì có thể là một số bạn sẽ không thích. Tuy nhiên thì cá nhân mình thì mình thấy rằng là thiết kế của sản phẩm Sony Xperia XZ2 là nó cân đối rồi. Bên trên không tai thỏ, không giọt nước, không nốt ruồi. Bên dưới thì
chứa cái phần là logo của Sony ấy, thì mình thấy hơi thừa, nhưng mà bù lại các bạn sẽ có cho mình cái loa kép ở ngay phần mặt trước, và khi chúng ta cầm nắm này thì không có bị vướng víu ở cái phần cạnh dưới, không bị che mất phần loa, và cái loa này nó sẽ đánh trực tiếp vào người nghe luôn, thế nên nó sẽ cho một cái trải nghiệm tốt hơn khi mà chúng ta chơi game, nghe nhạc hay là xem phim chẳng hạn. Ở phía trên thì các bạn sẽ có ở đây là một cái chấm bé, thì cái chấm này chính là cái camera selfie của em nó với độ phân giải là 5 chấm. Thực sự thì mình không đánh giá cao camera selfie của nhà Sony đâu, tại vì là camera của nó thì chụp thực sự là hơi bị kém các bạn ạ. Chi tiết thì nói là thôi bỏ qua đi, nếu bạn nào cần camera chụp ảnh đẹp thì chúng ta nên mua điện thoại Oppo. Ok, với lại cái phần mặt sau thì với sản phẩm Sony Xperia XZ2 thì đây là một cái form thiết kế mới của nhà Sony và nó áp dụng lên cái sản phẩm Sony Xperia XZ3 luôn. Chúng ta sẽ có một cái phần mặt lưng được bo cong cực kỳ nhiều. Điều này thì nó sẽ cho chúng ta một cảm giác cầm nắm này, đó, rất là ôm tay và vừa vặn, nó sẽ fit với lại cái phần cái thao tác cầm tay của mình ở đây. Như vậy sẽ cho một cảm giác cầm nắm nó chắc chắn hơn, nó không bị trơn trượt giống như là những điện thoại mặt lưng từ kính khác. Nhưng bù lại cái điểm trừ là để trên mặt bàn ấy thì thực sự là cái việc mà trầy camera này, rồi trầy cái vị trí khu vực này thì phải nói là cực kỳ dễ dàng bị trầy. Thế nên các bạn nên mua thêm một cái ốp lưng để đảm bảo cho cái việc này nhá. Rồi, đến với một cái điểm trừ tiếp theo nữa là với cái sản phẩm Sony Xperia XZ2 thì Sony thiết kế cái cụm vân tay phải nói là cực kỳ ngu. Tại sao lại như vậy? Đây, cái thao tác cầm nắm điện thoại của chúng ta sẽ như thế này đúng không? Thì cái thao tác mà khi mà mình vuốt cái vân tay ấy, nó thực sự hơi khó chịu. Và cái điều này thì nó không thuận với lại cái thao tác cầm nắm của chúng ta. Và mình thường xuyên phải chạm nhầm vào cái phần camera ở phía trên. Và mỗi lần mình chụp ảnh thì mình phải lau đi lau lại cái phần camera này rất là nhiều. Nói chung thì thực sự là bố trí cái phần mặt sau thì đã có quá nhiều bên, đã có quá nhiều kênh nói rồi. Ok, còn nói đến phần cụm camera ấy, thì nó sẽ có cho mình cái cảm biến là 19 chấm. Như các bạn đã biết ấy, điện thoại bây giờ thì gần như điện thoại cao cấp nào cũng dùng cảm biến của nhà Sony. Tuy nhiên khi mà Sony dùng cảm biến của nhà Sony thì chất lượng chụp ảnh của nó thì mình thấy ôi ôi, nó ở cái mức bình thường, nó cũng không thể nào mà cạnh tranh được với những sản phẩm như là LG V40, HTC vân vân. Tại vì thực sự mình thấy là chất lượng chụp ảnh của những chiếc máy đến từ Sony nó không phải là quá tốt, nhưng mà nó cũng sẽ là ổn trong cái tầm giá này. Nó sẽ có khả năng quay video là 4K này, nó sẽ có khả năng slow motion 960fps này, vân vân và mây mây. Ok, còn đến với phiên bản màu sắc ấy, thì chiếc máy này chúng ta sẽ có tận là 4 phiên bản màu sắc. Phiên bản màu bạc trắng mình đang có trên tay ở đây, chúng ta sẽ có phiên bản màu hơi ngả tím một tí xíu này, rồi chúng ta sẽ có phiên bản màu xanh đen này, và các bạn sẽ có phiên bản màu đen nhé. Thì các bạn có thể là inbox cho shop để có thể lựa phiên bản màu phù hợp với lại cái sở thích của mình. Bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần cạnh viền. Phần cạnh viền cũng có khá là nhiều thứ cần chia sẻ. Ở đây các bạn sẽ có phím tăng giảm âm lượng, đặt thì cũng gọi là không cao lắm, phím nguồn thì đặt ở đây mình thấy cũng hợp lý này. Và ở cạnh dưới thì Sony luôn có một cái phím gọi là phím camera. Thì các bạn tắt nguồn hoặc khi các bạn đang ở bất kỳ một ứng dụng nào, các bạn ấn giữ vào phần camera thì ngay lập tức nó sẽ bật cái camera lên, và các bạn sẽ chạm nhẹ một cái vào cái phần nút này để lấy nét, và chỉ các bạn ấn mạnh một cái thì nó sẽ là chụp. Thì cái điều này nó sẽ tương tự so với lại những cái máy ảnh đến từ nhà Sony nhá. Đây là một cái phím chụp ảnh mà mình thấy rằng là rất là thuận tiện khi mà chúng ta cầm ngang để có thể chụp hình, hầu như là chúng ta muốn quay phim chẳng hạn. Phía trên ấy thì Sony sẽ được trang bị ở đây là một khe SIM, và khe SIM của Sony là khe SIM một SIM nhá. Cùng với đó thì các bạn không cần phải dùng que dọc SIM đâu, các bạn chỉ việc móc là nó sẽ ra rồi. Ở đây thì mình sẽ không móc, tại vì điện thoại của Sony thì nó có cái điểm yếu là mỗi khi chúng ta móc thì nó sẽ là khởi động lại, thực sự là mất thời gian. Ở bên dưới thì các bạn sẽ có ở đây là cổng sạc Type-C, vì đây là một cái sản phẩm mà đã qua sử dụng rồi, thế nên là những vết trầy xước nhỏ cái phần cổng sạc rồi là phần thân máy là điều chúng ta bắt buộc phải chấp nhận. Tại vì chiếc máy này dẫu sao thì nó cũng được ra mắt tầm là 2 cho đến 3 năm rồi các bạn ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào phần bên trong đi. Thì chiếc máy Sony Xperia XZ2 thì hiện tại nó đang chạy cho mình cái phiên bản đó chính là Android 10. Đây, các bạn thấy phiên bản Android 10. Và chiếc máy này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ khó có thể update được lên phiên bản Android 11, tại vì là Sony thì có một cái vòng đời support hỗ trợ không được tốt cho lắm. Với phiên bản Android 10 này thì mình thấy rằng là nó sẽ là một cái phiên bản gần như là rất thuần Google, không có bất kỳ một cái tùy biến đáng kể nào. Đấy, phần thanh thông báo trạng thái cũng bê từ Google sang, phần cài đặt thì cũng bê từ Google sang. Nói chung thì Sony họ chỉ tối ưu hóa các lens thôi. Và có một cái điểm mà thực sự mình cũng không thích trên điện thoại XZ2 nữa là đây. Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có ba cái phím điều hướng, phải nói rằng là nó hơi bị quê, nó hơi bị lỗi thời trong thời điểm hiện tại. Tại vì bây giờ đã vuốt này, vuốt trái, vuốt phải, vuốt lên, vuốt xuống rồi thì Sony nó vẫn chỉ có ở đây, đó chính là ba cái phím điều hướng quen thuộc mà thôi. Và nếu bạn nào muốn cài được cái phím điều hướng nhanh ấy thì chúng ta phải cài cái ứng dụng có tên là Flui. Đó, cái ứng dụng này khi bạn cài vào thì chúng ta có thể là
thao tác được điều hướng các cạnh nó sẽ thoải mái hơn. Rồi, với chiếc máy phiên bản Nhật ấy thì chắc chắn là sẽ có những cái app nhà mạng rồi. Tuy nhiên thì mình đã gỡ toàn bộ app nhà mạng một cách ngon lành, các bạn thấy không? Gần như không có bất kỳ một cái app nhà mạng nào, và chúng ta dùng thì cũng chả khác gì một chiếc máy quốc tế. Nên thế là cái điều này không ảnh hưởng. Có CH Play và cũng như là Google Play Store thì mình đã nói rồi là chúng ta có thể dùng được tất cả các ứng dụng từ Vietcombank vân vân và mây, ví điện tử thì cũng có thể dùng được một cách ngon lành. Tại vì đây căn bản vẫn là một chiếc máy chính gốc đến từ nhà xuất, và chúng ta không root, không cài phần mềm lậu thì chắc chắn nó vẫn dùng được những ứng dụng bảo mật nhé. Và với phần mềm của các sản phẩm Sony Xperia XZ2 này thì mình thấy nó sẽ có một cái điểm mà bắt buộc chúng ta phải làm khi mà mua chiếc máy này. Đó chính là nếu như mặc định thì nó sẽ không có 4G LTE. Và nếu bạn muốn dùng 4G thì rất đơn giản thôi, các bạn sẽ vào cho mình cái phần là cài đặt này, các bạn chọn đến mạng, các bạn sẽ chọn đến phần mạng di động. Ở đây các bạn sẽ chọn vào cái phần là tên điểm truy cập, chúng ta sẽ chọn nhấn tạo điểm APN. Với cái tên của nó thì các bạn có thể nhập tên bất kỳ ABC, XYZ rồi cái gì cũng được. Cái phần APN bên dưới thì các bạn chỉ việc ghi là Internet là được nhá. Sau khi nhấn vào APN và chọn xong rồi, các bạn sẽ nhấn back ra ngoài và nhấn vào cái biểu tượng thì nó sẽ ngay lập tức lên mạng 4G một cách ngon lành. Thì đây là một cái tip cho những bạn nào mà anh muốn sử dụng cái sản phẩm Sony Xperia XZ2 này. Nó rất đơn giản thôi và cũng không tốn quá nhiều bước của chúng ta đâu. Đến với phần cấu hình đi, thì thực sự là với sản phẩm Sony Xperia XZ2 thì có thể gọi là một trong những con quái vật trong cái tầm giá này khi mà chúng ta nhắc đến phần cấu hình. Khi mà chiếc máy này sẽ được trang bị cho mình con chip là Snapdragon 845. Con chip này thì sẽ có cho mình cái xung nhịp là 2.8GHz, và chúng ta sẽ có là 4GB RAM, cùng với bộ nhớ trong của nó sẽ là 64GB. So sánh với những đối thủ đang có trong tầm giá này thì sẽ có LG G7 phiên bản hàng Mỹ này, rồi là chúng ta sẽ còn có những sản phẩm như là Snapdragon R2 chẳng hạn. Thì cái cấu hình của sản phẩm Sony Xperia XZ2 thì mình sẽ đánh giá rằng nó sẽ nhỉnh hơn LG G7 ThinQ. Tại vì với con chip 845 đang có trên cái sản phẩm Sony thì nó không có bị bóp đồ họa, nó không có bị bóp hiệu năng giống như là cái sản phẩm LG G7. Thế nên là về cái phần là trải nghiệm game thì mình thấy cũng sẽ được ổn hơn. Và về phần điểm số AnTuTu thì mình có chấm nhanh, không đốt tủ lạnh thì nó sẽ rơi vào cái mức là 95.000 cho CPU này, và GPU của nó là 105.000. Tổng điểm chúng ta sẽ có là gần 300.000 điểm AnTuTu, mình thấy cũng ổn. Ở đây mình đã có cài là 4 tựa game tốc chiến, rồi PUBG, rồi Free Fire, rồi Liên Quân đều có test. Thì mình thấy tựa game Liên Quân có thể chơi ngon là có mức là 60fps này. Tựa game Free Fire mình cũng đã test rồi thì nó có thể chơi max setting tựa game Free Fire một cách ngon lành mượt mà. Và trong quá trình mà mình trải nghiệm tựa game Free Fire ấy, thì mình gần như là không thấy bất kỳ một hiện tượng giật lag nào. Có thể đây là một cái tựa game mà nó quá nhẹ, thế nên là khi mà mình trải nghiệm chơi game ấy thì mình thấy nó cực kỳ mượt mà luôn, và gần như là không có bất kỳ một cái hiện tượng drop FPS nào. Còn đến với tựa game là PUBG ấy thì chiếc máy này thì nó có thể chơi được ở cái mức là HDR cộng với cực độ và mượt cộng với 60fps, thì mình thấy nó chơi một cách ngon lành. Mình đã test thử ở cái mức là HDR cộng với cực độ khi chơi game thì mình thấy nó khá là ổn định các bạn ạ. Mình đang bắn ở đây là một trận đấu nhanh thôi, và với đồ họa HDR cộng với Ultra thì mình thấy FPS của nó rất ổn định ở mức là 40. Những cái pha combat này, ném lựu đạn này, bắn nhau các thứ thì quá thoải mái. Nói chung là với tựa game PUBG nó có thể chơi ngon với trên cái sản phẩm Sony Xperia XZ2, và thậm chí mình đánh giá nó còn nhỉnh hơn sản phẩm LG G7 ThinQ rất là nhiều. Còn đến với tựa game là tốc chiến thì thôi, thoải mái rồi các bạn ạ. Tại vì PUBG nặng nó còn chơi được thì tốc chiến là quá easy. Ok, với những ứng dụng hàng ngày như là Facebook này, rồi là TikTok này, vân vân và mây, thì các bạn cứ thoải mái rằng là chiếc máy này có thể chơi tốt được trong loanh quanh tầm là 2 năm tới đến hơn 2 năm nhé. Bây giờ thì mình sẽ nói đến những cái tính năng nâng cao đang có trên cái sản phẩm Xperia XZ2. Cái tính năng đầu tiên mà mình cũng đã nói ở ngay phần mô tả đầu video là nó có loa kép, nên là cái trải nghiệm âm thanh của nó thì rất là phê. Và nó sẽ có một cái hệ thống gọi là rung phản hồi xúc giác. Cái này thì xuất hiện lần đầu trên cái sản phẩm Sony Xperia XZ2 luôn. Đó, các bạn xem một video bất kỳ này, các bạn sẽ vào trong cái phần là rung sinh động ở đây, các bạn thấy không? Đây, ở đây là sẽ có cái phần gọi là rung sinh động. Thì các bạn bật cái này lên thì những cái âm bay này, hoặc là những cái chi tiết trong game, hoặc là chi tiết chúng ta xem video, nó sẽ chân thật hơn và nó sẽ rung cho những cái cảm giác khá là phê. Ngoài ra nữa thì với cái sản phẩm này nó còn có thêm cái tiêu chuẩn kháng nước IP68 nếu mình nhớ không nhầm. Và chiếc máy này nó vẫn còn zin nguyên áp, các bạn có thể để ý. Đây là cái phần cảm biến, cái phần áp suất này, mình bóp vào cái nó nhảy mấy chục số luôn. Và thực sự là máy điện thoại Sony là một trong những con điện thoại mà áp nó nhảy kinh khủng khiếp nhất. LG thì nó chỉ có nhảy vài ba số thôi, còn Sony thì nó nhảy lên đấy là mấy chục số. Thì như vậy thì mình tin rằng là khả năng kháng nước của điện thoại này nó vẫn còn. Và nhưng lưu ý rằng là không ai bảo hành kháng nước cho các bạn nhé, kể cả bạn mua máy mới hay là bạn mua máy qua sử dụng thì không ai bảo hành cái phần kháng nước này. Thế nên các bạn cũng đừng nên chơi dại, tại vì lỡ mà điện thoại nó vào nước một cái thì chắc chắn là tạch luôn. Đến với phần pin đi, thì với sản phẩm Xperia XZ2 thì nó sẽ có cho mình cái viên pin là 3180 mAh.
nhìn chung là đây một cái viên pin cũng gọi là bình thường trong tầm giá. Nếu các bạn sử dụng nó để sử dụng những tác vụ thông thường thì nó có thể on stream được tầm là 4 đến 5 giờ. Còn nếu bạn mà chơi game, những kiểu tựa game như mình đã có ở đây thì có thể chơi được tầm là 3 giờ đến 3,5 giờ nhá. Nó không thực sự là quá trâu. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ có công nghệ sạc nhanh, đó chính là 18W cũng như là sạc không dây Qi 10W. Nói chung thì nếu bạn nào đang cần cho mình một điện thoại nó pin trâu một tí xíu thì thực sự là với sản phẩm Xperia XZ2 nó chưa thực sự phù hợp đâu. Mà còn thêm một cái điểm trừ nữa, và nó không có jack cắm tai nghe 3.5, thế nên là nếu bạn nào mà muốn vừa sạc mà vừa chơi game thì thôi, bỏ qua đi. Rồi, như vậy trong video này thì mình đã đánh giá lại cho các bạn về Xperia XZ2. Thì mình thấy trong tầm giá 2,7 triệu thì đây gần như là một con gọi là quái vật về phần cấu hình. 845 này, 4GB RAM, 64GB ở bên trong, trải nghiệm chơi game PUBG, trải nghiệm chơi game Free Fire, trải nghiệm những tựa game phổ biến thì nó quá ngon lành. Thậm chí các bạn có thể chơi tựa game Genshin Impact trên chiếc máy này một cách ổn áp luôn. Ngoài ra thì chiếc máy này nó sẽ có thiết kế thì phải nói là đẹp. Rồi chúng ta sẽ còn có loa kép, chúng ta sẽ có công nghệ kháng nước IP68 vân vân và mây mây. Vậy thì các bạn nghĩ gì về chiếc máy này? 2.700.000 đồng, các bạn có mua nó hay không? Hay là mua những sản phẩm khác? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Và nếu bạn nào muốn mua thì đường link mình sẽ để ngay phần mô tả luôn. Còn bây giờ thì mình phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nói chung thì nếu 2,7 triệu, mình chắc chắn sẽ mua chiếc máy này thay vì LG G7. We'll be right back.